Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngộ giấy lòng hằng dính theo, chúc ông thoảng nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo hương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cắm dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo khôn mi lần bước ra. Rải tính ngộ ấy hà quyết tư giấc, đèn đạo tâm nở sáng rực nở soi đường, cầu tu cho đạt ngộ hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị đại diện trong ban chính quyền địa phương các cấp, kính thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, cũng là thư ký chánh văn phòng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang. Kính thưa ông Nguyễn Văn Hoàng, là phó ban đại diện tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Sơn, cũng là thư ký chánh văn phòng ban đại diện Phật giáo tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa giáo lý viên Lý Quốc Bửu, cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, đồng đảm trách trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay cùng với chúng tôi, cũng là thành viên của trường trung cấp Phật học Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa ông Lê Tránh Trị, cũng là ban biên tập tạp chí Hương Sen. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Phong, cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, cũng là thành viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, đồng trở về đây tham dự trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa ông Nguyễn Văn On, cũng là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Thuận, cũng là trưởng ban ban tổ chức cho buổi thuyết giảng trong buổi sáng hôm nay, cũng là trưởng ban ban quản tự chùa Vũ Long Tự, cùng tất cả các vị là trưởng ban, phó ban, các vị là trị sự viên của tất cả các ban trị sự trong và ngoài xã Long Thuận đồng trở về đây tham dự trong buổi sáng hôm nay, cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì hôm nay là một cái nhân duyên đặc biệt giữa chúng ta, tôi và toàn thể chư quý vị trong buổi sáng này. Vậy thì lời nói đầu tiên mạn phép cho chúng tôi gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc sức khỏe an lành, lời chào mừng kính cẩn và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Thuận. Ở đây cũng là một cái nhân duyên giữa tôi và ban tổ chức ở tại nơi này. Chúng ta cũng biết trong cái quá trình chia sẻ trao đổi giáo lý thì tôi đã được đặt chân đến nhiều ban trị sự, nhưng đây là lần đầu tiên được đặt chân đến xã Long Thuận trong những dịp là gần cuối năm. Thì đây cũng là một cái nhân duyên to lớn giữa chúng ta. Cho nên vì thế trong buổi sáng này hội trường của chúng ta mặc dầu hơi nhỏ nhưng mà rất là ấm áp, thể hiện cái tinh thần từ bi, trí huệ, tinh thần đoàn kết của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thể hiện chúng ta là sao quý vị yêu thương lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau đi vào con đường đạo đức. Vì thế mà trong buổi sáng này chúng tôi đến đây gặp gỡ với toàn thể chư quý vị qua một cái chuyên đề mà vị dẫn chương trình lúc nãy đã giới thiệu, đó là một cái chuyên đề ân tam bảo.
Đây cũng là một cái chuyên đề rất là quen thuộc đối với tất cả chúng ta, nằm trong tứ ân phải không? Và lúc nãy ban tổ chức có nói là khi mà chúng ta nghe qua cái chuyên đề này xong, chúng ta sẽ có 10 câu hỏi với tương ứng với 10 chiếc máy để chúng ta có thể đứng lên trả lời qua cái sự trình bày trao đổi của giáo lý viên. Thì trong buổi sáng hôm nay, bản thân của chúng tôi sẽ phụ trách 10 câu hỏi trong một cái chuyên đề ân tam bảo. Vì thế đây là một cái nhân duyên của tôi và toàn thể chú quý vị, không làm mất thời gian của toàn thể chú quý vị. Thì trong buổi sáng hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu qua một cái chuyên đề rất là quen thuộc, đó là chuyên đề ân tam bảo. Mà chúng ta biết chuyên đề này cũng gắn liền với quá trình đi truyền pháp của giáo lý viên Nguyễn Thị Trang. Khi mà chúng tôi mới xuất hành ra là cái chuyên đề ân tam bảo này là một cái chuyên đề gắn liền đối với cái quá trình chia sẻ trao đổi Phật Pháp. Cho nên vì thế hôm nay trở lại với một cái chuyên đề quen thuộc như thế này thì có một cái điều gì đó cũng có một cái sự cảm xúc bồi hồi sâu lắng ở trong đó. Cho nên vì thế trong buổi sáng này mình sẽ cùng tìm hiểu xem ân tam bảo là gì, ngôi quý báo này có cái vai trò quan trọng nào để mà giúp cho mình có thể giải thoát được hay không. Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị, ân tam bảo là một ân nặng đối với tất cả chúng ta. Nói về trí huệ tinh thần của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nếu con người muốn tồn tại, muốn sống trên thế gian này thì phải đòi hỏi có cả hai vấn đề, đó là vật chất và tinh thần, phải không? Nếu mà chúng ta muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn tu và muốn vượt mê sang giác là mình phải có đầy đủ cái vật chất và tinh thần. Thiếu một trong hai cũng sẽ không quan trọng. Vật chất là gì quý vị? Là thân người có được, con quý vị. Mà tinh thần là gì? Là trí huệ của tất cả chúng ta. Thầy dạy con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở xung quanh. Hay con người, tất cả chúng ta đều phải thực thi vấn đề gì khi mình sinh ra trong cõi đời này, đều phải thọ công ơn của cha mẹ, tất cả những người xung quanh để trợ trưởng cho cái quá trình tu và đi đến sự giải thoát. Bên cạnh đó là chúng ta phải nhờ đến cái quá trình khai mở trí huệ, phải không? Bây giờ mình có thân người mà mình không có trí huệ, có phải mình là cái gì quý vị? Là gánh nặng của đất nước, là gánh nặng của xã hội không? Cho nên trí huệ góp một phần quan trọng tối thắng để cho chúng ta từng bước tiến tu đi đến quả vị tu giải thoát. Bây giờ mình muốn tu tiên, mình muốn tu Phật, mình muốn giải thoát là mình phải hoàn mãn đạo nhân. Ngài Thái Hư Đại Sư có dạy thế nào? Ngưỡng chủy di Phật đà, hoàn thành tại nhân cách, nhân thành tức Phật thành, thị danh chân hiện thực. Có nghĩa là muốn mong cầu quả vị Phật thành hay không là do nhân cách của mình. Nhân thành thì Phật mới thành, ấy là cái lẽ chân thật. Nhân cách đây là gì? Là nhân đạo, là hoàn mãn đạo nhân trong kiếp sống này thì mình mới có thể đi đến sự giải thoát được. Còn thầy mình dạy mình như thế nào? Tu đền, nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Cho nên những cái nợ thế, những cái ân nợ mà mình đã thiếu, đã mang trong kiếp sống này, mình phải đền trả để từng bước chúng ta mới có thể đi đến sự giải thoát. Vậy thì những ân nợ gồm có tứ ân và tam nghiệp. Thầy dạy muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Bây giờ mình muốn làm giàu mình tránh không cho thiếu nợ, bây giờ mình muốn giải thoát mà tứ ân mình không đền trả, mình chỉ tịnh tam nghiệp thì đâu có thể hoàn mãn được, phải không? Vậy thì tứ ân của người Phật giáo Hòa Hảo gồm có ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Đây là tứ ân quan trọng, cốt lõi của tất cả chúng ta. Vì thế mà chúng ta thấy như thế nào quý vị? Thực thi cái vấn đề mình phải đền trả tứ ân. Nếu mà tứ ân chúng ta không đền trả thì tương lai mình sẽ không bao giờ đi đến sự giải thoát. Còn tam nghiệp là thân phải tịnh, khẩu phải tịnh và ý phải tịnh. Thân nghiệp sanh ra ba điều ác, sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu sanh ra bốn điều ác, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu và vọng ngữ. Ý sanh ra ba điều, tham lam, sân nộ và mê si. Mình phải hoàn mãn đạo nhân là chúng ta đã thành công một nửa rồi đó. Bây giờ mình quá trình mình học Phật là gì? Tu phước, tu huệ, thực hiện con đường bát chánh đạo, đó là học Phật tu nhân của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mà bây giờ mình muốn giải thoát, mình muốn giảng sanh, mình muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc, mà trong tứ ân chúng ta không đền trả, thiếu một ân cũng không bao giờ có thể giải thoát. Cho nên vì thế trong tứ ân, ba ân là vật chất, một ân là tinh thần, nói về trí huệ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi xin trình bày, trao đổi và chia sẻ với
với toàn thể chư quý vị một ân nói về trí huệ tinh thần của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đó là ân Tam Bảo. Vậy thì ân Tam Bảo là gì? Cái chữ ân trong tứ ân đều có một cái nghĩa chung là cái ơn mà chúng ta đã thọ trong muôn mục. Thầy dạy con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở chung quanh. Cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhỏi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy, đó là cái ơn mà chúng ta đã thọ trong muôn mục. Bây giờ mình tới đây dự trong cái buổi thuyết giảng này, đầu tiên là mình đã thọ ban tổ chức những ly nước nè, bữa ăn sáng nè, chút xíu mình dùng cơm với ban tổ chức, đây có phải là cái vấn đề chúng ta thọ không? Vậy thì mình muốn đền trả ban tổ chức, chúng ta phải làm sao? Tập trung vào hội trường, thỉnh pháp trang nghiêm, thanh tịnh, sàng lọc tâm thức để mà mình đền trả công ơn của ban tổ chức. Bây giờ ban tổ chức người ta tổ chức cực khổ như thế này, tổ chức và chuẩn bị từ giá một tháng trước, đăng ký với ban trị sự trung ương, điều hành giáo lý viên, đăng ký với chính quyền, viết thư mời ban trị sự, tổ chức âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, bàn ghế, quạt gió, tất cả các thứ. Mình chỉ cần đến đây thọ thực dùng với giao duyên với ban tổ chức, đến đây nghe pháp mà tâm mình không tịnh, tánh mình không bình, không sàng lọc, có phải mình thiếu nợ ban tổ chức không? Cho nên vì thế thực thi cái vấn đề này để chúng ta tâm bình tánh tịnh chút xíu nữa, mình trả lời câu hỏi, mình lấy máy nữa, mình có hai cái lợi phải không? Mình đến đây nghe pháp, có quạt gió, có đầy đủ tất cả mọi thứ, dùng nghe pháp xong, dùng thực cho ban tổ chức và dâng lên củ quyền thất tổ một mâm cơm chay thanh đạm để cầu nguyện cho vong linh của người chết. Hôm nay là ngày kỷ dỗ, mình đã có một cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai là công đức thỉnh pháp và truyền pháp ngày hôm nay hồi hướng cho củ quyền thất tổ và vong linh của người chết. Đây là hai cái lợi. Và cái lợi thứ ba là mình vừa nghe pháp, mình vừa có quà, phải không? Là chút xíu mình sẽ lãnh từng chiếc máy, 10 chiếc máy trong cái chuyên đề ân Tam Bảo. Vậy thì cái chữ ân là cái ơn, tam là gì? Tam là ba. Bảo là gì? Bảo là quý báu. Vậy thì ân Tam Bảo là cái ơn ba ngôi quý báu, gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vậy thì Phật Bảo là gì? Pháp Bảo như thế nào? Tăng Bảo ra làm sao? Thầy dạy chúng ta dọn dẹn xúc tích trong vòng 8 từ. Thầy dạy như thế nào quý vị? Tam Bảo là gì? Tức Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì Phật Bảo là gì? Phật Bảo trong tiếng Phạn gọi là Buddha, phiên âm dịch ra có nghĩa là Phật Đà, là đấng giác ngộ hoàn toàn vô cùng sáng suốt. Ngài có đầy đủ cả tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, có bốn đại đức, đó là từ, bi, hỷ và xả. Có cả ba giác là gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tam giác viên minh cố xưng di Phật, có nghĩa là ba giác tròn sáng mới xưng là Phật. Vậy thì tự giác là gì? Có phải là tự Ngài tìm ra chân lý để giác ngộ không? 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày tham thiền nhập định với cội cây Bồ Đề, thực thi vấn đề này để hoàn mãn có được trí huệ. Thực thi vấn đề giác tha là suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp của Thế Tôn để kết quả đi đến viên mãn, đó là thực thi vấn đề tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hôm nay đức thầy tôn kính của chúng ta cũng đã từng nhắc nhở thế nào? Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái, vô cùng quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Hay là trong bài những câu chú thường niệm, thầy dạy trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẩn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Ngài là vua pháp tột cao, khắp trong ba cõi chẳng sao sánh tài, tiên người đồng kính đạo thầy, cha lành hết cả bốn loài chúng sanh, phải không? Vậy đó là Phật Bảo. Chút xíu mình sẽ phân tích chút cái vấn đề này nghe. Bây giờ mình nghe tới đâu mình nhớ để đứng lên mình phân tích. Vậy thì cái thứ hai là Pháp Bảo. Pháp Bảo là gì? Là những lời từ kim khẩu của Đức Phật thuyết ra, được các chúng đệ tử đúc kết lại thành ba tạng kinh lớn gọi là kinh, luật và luận. Kinh là gì? Là những lời từ kim khẩu của Đức Phật thuyết ra. Luật là những giới luật, những điều Phật cấm không cho chúng sanh làm để mà tạo tội, như tỳ kheo là 250 giới.
Tỳ kheo ni 348 giới, sa di là 10 giới và tại gia cư sĩ là 5 giới. Còn luận là những lời luận giải của các chư tổ chư sư về những bài pháp của Phật. Đây là tam tạng kinh điển quan trọng của nhà Phật. Còn đối với Phật giáo hòa hảo của mình, kho tàng pháp bảo của mình ngoài kim khẩu của Đức Thầy để mà truyền pháp thì còn là quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ gồm 6 quyển và hơn 219 bài thi văn ngắn dài được Đức Thầy rút trong các luật các kinh tùy lòng không ép làm in giảng này. Đây là kho tàng pháp bảo di diệu của người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta nếu hành trì đúng theo pháp bảo nha quý vị, mình sẽ có 5 công năng di diệu của pháp. Tất cả chúng ta nếu hành trì đúng chánh pháp, tức là quyển sấm giảng, mình sẽ có 5 công năng di diệu của pháp. Trong kinh A Hàm có nói về 5 công năng di diệu này. Thứ nhất, thiết thực trong đời sống. Thứ hai, giúp cho chúng ta nhận ra tự tánh của chính mình. Thứ ba, giúp cho chúng ta tu thành Phật quả. Phật dạy ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thứ tư, vượt ra khỏi không gian và thời gian. Cuối cùng, tu tập đạt kết quả tức thì. Đây là 5 công năng di diệu của pháp. Và cuối cùng là gì? Tăng bảo. Tăng bảo là gì quý vị? Thầy dạy các chư tăng chẳng ai lạ hơn là những vị đại đệ tử của Đức Phật dạy. Vậy thì trong tăng này gồm có 2 hạng. Thứ nhất là thánh tăng, thứ hai là phàm tăng. Thánh tăng là những bậc đã liễu đạo rồi, như các ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, La Hầu La A Nan, Kê Diếp, năm anh em Kiều Trần Như, ông U Ba Ly, tất cả những vị này đã liễu ngộ rồi, gọi là gì quý vị? Gọi là thánh tăng. Hạng thứ hai là phàm tăng. Có người nói, cô Trang ơi, trong tăng bảo làm gì có phàm tăng? Trong tăng bảo làm gì có phàm tăng? Trong tăng bảo chỉ có thánh tăng thôi. Tăng bảo làm gì có phàm tăng? Bây giờ tôi hỏi ngược lại, vậy thì trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, có phải là ngài là thái tử con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia không? Sanh ra tại nước Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ không? Phải không quý vị? Trước khi trước khi ngài trở thành Phật, ngài là một vị thái tử bình thường. Hôm nay tôi và quý vị trong hội trường này, mình là những vị Phật tương lai. Mình đang tu. Tu là gì? Chút xíu mình sẽ gặp giáo lý viên Lý Quốc Bửu. Tu là sửa cho bản thân của chúng ta hoàn mãn để từng bước tiến đến quá trình giải thoát. Mình là những vị Phật tương lai. Vậy thì mình là những vị Phật tương lai, có phải xuất đầu tiên là mình là người phàm không? Nếu không có phàm làm sao có thánh, nếu không có phàm làm sao có Phật. Nhưng phàm tăng này là những vị tu đúng. Nhớ như vậy, tu đúng, không tu sai, không mê tín dị đoan, không xá phướng lầu kho, không lợi dụng tiền tài để dung dưỡng cho xác thân tứ đại này, thì mình gặp những vị này cũng phải kính trọng. Không phân biệt giai cấp khi nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ, trừ khi nào nước mắt mình không còn mặn, máu mình không còn đỏ, thì chúng ta hãy phân biệt giai cấp. Thầy dạy tất cả bổn đạo nên cung kính các nhà sư tu hành chân chánh. Nếu các ông ấy có dạy điều chánh lý phải nghe lời. Đây là tất cả những gì mà thầy đã chỉ dạy chúng ta. Vậy thì ngôi Tam Bảo, nhắc lại nghe, ngôi Tam Bảo là 3 ngôi quý báu, gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vậy thì nguồn gốc của Tam Bảo có từ khi nào? Ở đây mình nói cho nhanh, tại vì mình còn tới 10 câu hỏi. Vậy thì nguồn gốc của Tam Bảo có từ khi Đức Thích Ca thành đạo. Sau khi ngài dạo 4 cửa thành, thực thi vấn đề lìa cha già, vợ đẹp, con cưng, thân chẳng xá, sông pha bờ bụi, ngài thổ ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì. Thực thi vấn đề trở về với con đường trung đạo, và sau khi tham thiền nhập định dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày, sao mai mới bắt đầu mọc, trời mới tỏ rõ sáng thôi, thì ngài đã chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi chứng đắc quả vị, ngài đến vườn Lộc Quyển để độ năm anh em ông Kiều Trần Như với bài pháp tứ đế, đó là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế để độ năm ông. Năm ông nghe xong bài pháp này đã chứng đắc quả vị A La Hán ở tại thế gian. Từ đó ngôi Tam Bảo đã có mặt ở tại thế gian. Bây giờ nói thêm cái chỗ này,
tại sao Đức Thích Ca thành đạo lại độ năm anh em ông Kiều Trần Như trước mà không phải là ngài A Nan, không phải là ngài Ca Diếp, không phải ngài Xá Lợi Phất, không phải là bất kỳ một ai mà lại là năm anh em ông Kiều Trần Như? Câu hỏi này đã được ông A Nan thắc mắc từ rất là lâu rồi. Một hôm tại tịnh xá, ông A Nan mới gặp Phật và bạch Đức Thế Tôn: nguyên nhân nào mà tràng pháp đầu tiên của Thế Tôn lại độ năm anh em ông Kiều Trần Như trước, không phải là chúng con? Thì lúc này Đức Thế Tôn mới trả lời: này A Nan, hôm nay ở đây có ông và tất cả thánh chúng, ta sẽ nói cho ông biết. Trong vô lượng ức kiếp về trước, có một vị vua tên là Từ Lực, đó là tiền thân của ta, cai quản 84.000 các nước nhỏ, và tất cả dân chúng đó đều tu hành và đều thực thi giữ đúng năm giới mà ta đã chỉ dạy, đó là không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, uống rượu và nói dối. Tại sao lại giữ năm giới như thế? Tại vì trong 84.000 nước đó có tất cả quỷ dạ so đều muốn bắt người ăn thịt và uống máu, dân chúng làm than đói khổ quá nhiều. Cho nên chính bản thân vua Từ Lực đã đề ra năm giới. Từ chỗ giữ năm giới mà tất cả quỷ dạ so không dám đến gần. Người ta chỉ giữ năm giới thôi mà quỷ dạ so còn không dám đến gần. Hôm nay mình giữ bao nhiêu điều? 8 điều răn cấm. Chút xíu mình sẽ bàn cái vấn đề này. Thì tất cả chúng ta sẽ thực thi hoàn mãn để mình được gặp Phật, gặp Thầy tại Đại hội Long Hoa kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Vậy thì giữ năm giới. Thì lúc này quỷ dạ so đói khát quá rồi, tại vì ai cũng giữ năm giới, nó đâu có đến gần để mà ăn thịt uống máu được. Thì lúc này năm quỷ dạ so mới trèo lên tường gặp vua Từ Lực, mới nói: dạ bẩm bệ hạ, tại vì năm quỷ dạ so cũng đâu đến gần vua Từ Lực được, ngài cũng giữ năm giới rồi. Nói: dạ bẩm vua, hôm nay tụi tôi đói và khát quá rồi, xin vua hãy ban thức ăn nước uống cho tụi tôi. Thì lúc này vua Từ Lực mới nói: các ngươi muốn ăn gì có thể nói với ta, ta sẵn sàng đem đồ ăn thức uống đến cho các ngươi. Thì lúc này năm quỷ dạ so nó: bây giờ tôi chỉ ăn thịt và uống máu thôi, nếu có thịt và máu người tôi mới ăn được, tất cả các thứ khác tôi sẽ không ăn được. Thì lúc này vua Từ Lực với lòng từ bi bác ái của mình lấy 5 cái bát ra để trước mặt, sau đó rút một cái thanh dao ra đâm thẳng vào người của mình 5 chỗ. 5 chỗ này hứng 5 chén máu đưa cho năm quỷ dạ so uống. Năm quỷ dạ so uống xong đặt cái chén xuống, quay mặt trở đi. Lúc này vua Từ Lực mới nói: khoan, các ngươi khoan đi đã. Năm quỷ dạ so nó quay lại, nó nói: vậy thì vua có ý gì, muốn cần chúng tôi giúp đỡ điều gì chăng? Thì lúc này vua Từ Lực mới nói: không, năm ngươi đã uống máu của ta là đã gieo duyên với ta, vậy thì ta nguyện trong vô lượng ức kiếp về sau, nếu kiếp nào ta trở thành Phật, nguyện dùng quyết giới định tuệ của ta để mà độ tất cả các ngươi thoát khỏi cảnh ăn thịt uống máu để tương lai giải thoát, các ngươi có đồng ý không? Năm quỷ dạ so mới đặt 5 cái bát xuống và quỳ dưới chân của vua Từ Lực mới nguyện rằng: dạ bẩm bệ hạ, hôm nay có nhân duyên với bệ hạ, chúng thần xin nguyện nếu kiếp nào có bệ hạ, kiếp đó có 5 thần sẽ gia hộ và hộ trì cho bệ hạ. Đến kiếp cuối, kiếp nào mà bệ hạ chứng đắc quả vị, xin ngài hãy đem chánh pháp đầu tiên của mình để độ chúng tôi, để chúng tôi có thể vượt thoát cảnh ăn máu uống thịt để tương lai chứng đắc quả vị. Cho nên hôm nay nhân duyên đã đến rồi, trải qua 99 kiếp, kiếp cuối của Thế Tôn đã độ năm anh em ông Kiều Trần Như với bài pháp tứ đế, thực thi cái nhân duyên. Vậy thì hôm nay hằng ngày mình tín nguyện hạnh với Đức Thầy, thực thi gieo duyên với Đức Thầy, duyên lành gõ được hùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, vậy thì mình có thể gặp được Phật, được Thầy tại Đại hội Long Hoa không, kiến diện bậc chân sư không, tu hành mau đắc quả không? Có không quý vị? Cho nên chỉ có 5 chén máu mà đã trở thành một bậc A-la-hán. Hôm nay hàng ngày mình cúng, mình tín, mình nguyện, mình hạnh, gieo duyên với Đức Thầy từ vô lượng ức kiếp rồi. Vậy thì tương lai mình sẽ tin rằng Thầy sẽ cứu độ mình và mình sẽ sống cõi đời thượng môn, dự Đại hội Long Hoa, gặp Phật, gặp Thầy để thỏ nguyện, phải không? Vậy thì nguồn gốc của Tam Bảo, nhắc là một lần nữa, là có từ khi Đức Thích Ca thành đạo, Phật thuyết pháp tứ đế để độ năm anh em ông Kiều Trần Như chứng đắc quả vị A-la-hán. Từ đó ngôi Tam Bảo đã có mặt ở tại thế gian. Vậy thì ngôi Tam Bảo của mình đó, mình thờ kính
lễ lại quy y kính tinh hành trì hàng đêm cúng xong, ngồi bán già thẳng lưng ngước lên ngôi Tam Bảo đọc bài, mắt nhìn trăng đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Vậy thì ngôi Tam Bảo của mình có mấy cấp bậc? Khi mà nghe về xong, người ta hỏi bữa nay nghe đề tài Tam Bảo có mấy cấp bậc, mình trả lời rằng ba cấp bậc. Thứ nhất, đồng thể Tam Bảo, ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng cùng với chúng sanh đồng một thể tánh, trong sáng thanh tịnh, xử lý hòa hợp nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vậy thì mình và ngôi Tam Bảo đều chung một tánh Phật. Tánh Phật là gì? Tánh Phật là tánh bình đẳng giữa Phật với chúng sanh, pháp thân bình đẳng của Như Lai, gọi là bản giác. Đây là tánh Phật và bản thể chủ nhân ông viên ngọc quý trong tâm thức của mình. Thầy giải thế nào? Người mới sanh tánh thiện chờ dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh ta quyết lòng. Nhắc cái gì? Nhắc lại tánh xưa, phải không? Quyết lòng, quyết lòng nhắc lại tánh xưa, đó là Phật tánh trong tâm thức của tất cả chúng ta. Vậy thì đó là đồng thể. Thứ hai là xuất thế gian Tam Bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo, là cái ngôi Tam Bảo mình thờ cúng hàng ngày đó. Trong thế gian trụ trì Tam Bảo gồm có thế gian trụ trì Phật Bảo, đối nhà Phật là tượng cốt xá lợi, đối với Phật giáo hòa hảo của mình là di ảnh của Đức Thầy tôn kính. Thế gian trụ trì Pháp Bảo, đối nhà Phật là ba tạng kinh lớn, đối với Phật giáo hòa hảo của mình là quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Thế gian trụ trì Tăng Bảo, đối nhà Phật gồm có hai hạng, tại gia và xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di và tại gia cư sĩ. Còn đối với Phật giáo của hòa hảo của mình có phải là tăng không quý vị? Mình có phải là tăng không? Phải là tăng không? Ai phải giơ tay lên? Hết trơn luôn. Mình không phải là tăng, mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo, thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Mình không phải là tăng, mình là toàn thể trong đạo, thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiện nhân cách. Mình không phải là tăng. Nhưng chữ tăng này nằm ở đâu? Chữ tăng này nằm ở đây. Tất cả chúng ta bên ngoài là tại gia cư sĩ, bên trong mình cúng lại ăn chay giữ giới, làm lành đền trả tứ ân, tránh tam nghiệp chừa thập ác. Thì chữ tăng nằm bên sâu bên trong tâm thức của mình, phải không quý vị? Bây giờ mà mình tu mà bên ngoài mình tại gia, bên trong mình chỉ cúng lại và ăn chay, thì có phải là bên ngoài mình tại gia mà bên trong mình cũng tại gia không? Bây giờ bên ngoài mình tại gia mà bên trong mình giữ giới, làm lành, cúng lại, ăn chay, niệm Phật, từ trừ tam nghiệp, tịnh tam nghiệp, thì chúng ta bên ngoài là tại gia, bên trong mình là những vị tăng xuất gia với hình thức là tại gia cư sĩ. Cho nên thực thi vấn đề này để chúng ta hoàn mãn, mình là những vị tăng và chữ tăng này là cái gì? Là hành động chứ không phải là cách gọi. Tăng Bảo của tín đồ Phật giáo hòa hảo là hành động chứ không phải là cách gọi. Bên ngoài mình tại gia, hành động bên trong của mình là những vị tăng xuất gia với hình thức là tại gia cư sĩ. Cho nên cái chữ tăng này là hành động chứ không phải là cách gọi. Đây là ba cấp bậc của Tam Bảo. Vậy thì hôm nay tôi và quý vị có mặt trong hội trường này, chúng ta đã có hai cái phước lớn rồi, đúng không? Thứ nhất, thân người khó được hôm nay chúng ta đã được, Phật Pháp khó nghe hôm nay chúng ta đã được nghe, mình đã có hai cái phước lớn rồi. Vậy thì hai cái phước lớn này có từ đâu? Có phải là có từ chúng ta đã thọ trì ân Tam Bảo không? Cốt lõi của tứ ân là biết những điều mình thọ để mà mình đền trả. Đây là cốt lõi. Cho nên hôm nay tôi và quý vị có mặt trong hội trường này thịnh Pháp, nghe Pháp, có được thân người trí huệ đầy đủ, tai chân sáu cân lành lặn, có được trí huệ thân thể chúng ta hoàn mãn là mình đã có phước báo nhờ thọ trì công ơn của Tam Bảo. Vậy thì hôm nay mình thọ cái gì đây? Xin thưa với quý vị, có vô số lý do chúng ta thọ nghe.
trong vô lượng ức kiếp tới bây giờ đâu phải là một ân hai ăn hay là những điều mình thọ là từ 1 tới 10 đâu, mà vô số những điều chúng ta thọ. Hôm nay trong buổi sáng này tôi xin trình bày với toàn thể chư quý vị 4 điều chúng ta thọ trì ân Tam Bảo. Thứ nhất, nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho sáng suốt. Thầy dạy thế nào về tinh thần con người phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng để khai mở trí óc cho sáng suốt. Thầy dạy tất cả chúng ta đều phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng để khai mở trí óc cho sáng suốt. Tín đồ Phật giáo Hảo nói riêng, tín đồ nhà Phật nói chung, tôn giáo nào không có Tam Bảo chúng ta không nhắc ở đây. Tất cả những tôn giáo có Tam Bảo là mình đều phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật Pháp Tăng để khai mở trí óc cho sáng suốt. Trước kia mình nhận lầm tin lầm phải không? Mình chưa quy y Tam Bảo, chưa thọ trì, có phải mình nhận lầm tin lầm không? Nhận lầm là gì? Đời này là của mình, vợ đẹp, con cưng, nhà cao, cửa rộng, tiền tài, vật chất, tất cả các thứ đều là của mình hết. Tin lầm là gì? Là khi mình lìa bỏ xác thân này, mình sẽ đem theo tiền tài, vật chất, tất cả mọi thứ. Mình biết được điều này cho nên mình ghiền, mình nhiễm, mình ôm khư khư trong tâm thức của mình. Mình không buông được, nhưng khi mình chết, mình đem theo được cái gì của gì? Thầy dạy thế nào? Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiên quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có gì? Chỉ có tội phước khởi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ, nhiều ngày thảm thê không. Vậy thì mình chỉ đem theo tội và phước thôi, nhưng mà mình đâu có đem được tiền tài vật chất, vợ đẹp, con cưng, nhà cao cửa rộng đâu. Hơi thở này thở ra, hít vào thở ra mà hít vào không được là tất cả tiền tài vật chất đều không còn nữa. Nhưng mà mình đâu có biết điều này, mình vẫn ghiền, mình vẫn nhiễm, mình vẫn ôm khư khư tâm thức này trong gì? Trong tâm khảm của chúng ta. Cho nên hôm nay nghe quý vị, nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho sáng suốt, hãy nhanh chân lấy giả đổi thành thật, đem lại phước báo cho chúng ta. Giả là gì? Tiền tài vật chất. Thật là gì? Công đức phước báo. Mình đem theo chỉ có công đức phước báo là cái thật của mình thôi. Cái giả là tiền tài vật chất. Bây giờ mình lo cho cha mẹ đầy đủ nè, lo cho vợ nè, lo cho con nè, tất cả hoàn mãn rồi. Tiền dư này hãy đem bố thí, thầy dạy của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí, thì sao? Ngọc tòa được lên phải không? Vậy thì mình phải bố thí để diệt đi cái sự ích kỷ tham lam. Mà bố thí bằng cách nào? Ủng hộ và ban trị sự giáo hội Phật giáo và hảo xã Long Thuận tại nơi đây. Mình lấy tiền tài của mình là giả, ủng hộ vào buổi thuyết giảng, ủng hộ cho ban trị sự, cách ban trị sự, ủng hộ nhà tình thương. Rồi sao quý vị? Chuyển cầu, xây cầu, đắp đường hay là xe bệnh viện cứu thương, tất cả các thứ đó là công cuộc để mình đang lấy giả đổi thành thật, nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho sáng suốt. Lý do thứ hai là gì? Công ơn của Đức Phật và Đức Thầy. Lúc nãy mình đã tìm hiểu về nguồn gốc của Tam Bảo. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 năm hoàn truyền chánh pháp của Thế Tôn. Nếu hôm nay không có Thế Tôn nha quý vị, thì ánh sáng từ bi trí huệ này sẽ không được lưu truyền ở tại thế gian. Và nếu không có Thế Tôn thì sao quý vị? Thì ngôi Tam Bảo sẽ không có mặt ở tại thế gian. Cho nên vì thế hôm nay mình phải thọ trì công ơn của Đức Phật. Thứ hai là gì? Công ơn của Đức Thầy. Tại sao? Tôi nói cho quý vị nghe, công ơn của Đức Thầy, Thầy thương mình lắm. Thật, Thầy rất là thương mình. Không ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống trốn hồng trần đặng chi? Đặng chịu cảnh chê khen. Vì cái gì? Vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồi tai họa. Thầy thương mình vô cùng vô tận đúng quý vị. Lòng thương lê thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ dại răng, kẻ tục sao vượt nê hà phải không? Cho nên Thầy thương chúng ta lắm. Nếu mà hôm nay không có Thầy, tôi và quý vị mình có gặp mặt nhau không? Nếu hôm nay Thầy không thương mình
thầy không trở lại đây để mà tạo ra một ánh sáng từ bi trí huệ, một nền đạo Phật giáo hòa hảo, thì làm sao chúng ta hoàn mãn? Có nhiều người nói cô Trang ơi, bây giờ mình không có đạo Phật giáo hòa hảo, mình có thể quy y theo đạo khác được mà. Đâu phải là nhất thiết vì đạo Phật giáo hòa hảo đâu. Tôi nói nếu mình có nhân duyên với thầy đó, thầy sẽ không bao giờ có thể quy y với bất kỳ một đạo nào khác. Thầy giải duyên lành, gõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phận. Mình có nhân duyên với thầy mà bây giờ thầy không thương mình, thầy ngồi nơi cảnh Tây Phương Cực Lạc, thì mình ở đây làm sao đấy, có phải không? Cho nên thầy thương mình bước trung truyền quá đạo của thầy bị người Pháp lưu cư bắt bớ, cho uống nước axit và ám hại thầy, đưa thầy vào nhà thương chợ quán rất là nhiều. Nhưng thầy có trách không? Thầy có buồn không? Thầy có này kia cái nọ và thầy có giận hờn bất kỳ ai không? Không. Với tấm lòng từ bi trí huệ có một đấng giác ngộ, càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông, đem giáo lý cao siêu màu nhiệm này để truyền bá chánh pháp cho tất cả mọi người biết được ánh sáng từ bi trí huệ của Phật Pháp. Với mong mỏi của Đức Thầy chúng ta là như thế nào? Giết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển, liền dây hòa hảo. Đó là công ơn thứ hai, công ơn của Đức Phật và Đức Thầy. Cái thứ ba là công ơn của chư Tăng. Tại sao mình phải thọ Tăng? Mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo, tại sao mình phải thọ Tăng? Tôi nói với quý vị, nói về Tam Bảo đó là phải thọ Phật, thọ Pháp và thọ Tăng, đây là ba điều bắt buộc. Bây giờ mình nghiên cứu ngoài sấm giảng thi văn giáo lý ra, mình còn nghiên cứu thêm tất cả những kinh sách lục tạng. Có hai vị tín đồ là hỏi thầy, thầy ơi ngoài đọc và nghiên cứu sấm giảng ra, mình còn có thể đọc và nghiên cứu thêm kinh sách được không thầy? Thầy nói được, các ông có thể đọc kinh sách để nghiên cứu cho mở trí, nhưng hành đạo là phải hành đạo đúng tôn chỉ mà tôi đã chỉ dạy. Hành đạo là hành đúng tôn chỉ nghe, không hành sai. Nhưng nghiên cứu, mình có thể nghiên cứu thêm những kinh, những luật, những tạng, tất cả những bài thuyết pháp của giáo lý viên đều nghiên cứu kinh, tạng, luật và sách của Khổng Tử, tất cả mọi thứ mới hoàn mãn một cái bài thuyết pháp. Vậy thì hôm nay nếu không có các vị chư Tăng thì làm sao mình có những luật tạng, những kinh tạng để mà mình nghiên cứu đây? Vậy thì mình phải mang ơn công ơn của chư Tăng. Điển hình ở đây là Ngài A Nan. Tại sao? Tại vì nếu không có ông A Nan, tất cả những luật tạng, kinh tạng đều không được nghiên cứu. Ông A Nan được mệnh danh là đa văn đệ nhất, nghe, nhìn, có thể nhớ không sót một bài pháp nào. Chúng ta biết suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp của Thế Tôn, đâu có sách sử, đâu có giờ ghi chép, đâu có chữ viết để mà ghi chép. Trong thời kỳ Trung Nguyên của Đức Thế Tôn đó, làm sao có chữ viết? Mà nếu không có chữ viết thì làm sao kết tập kinh điển được? Có phải là nhờ trí huệ của ông A Nan không? Ông A Nan được mệnh danh là đa văn, nhìn, nghe, dầu chỉ một lần không sót một bài pháp nào của Thế Tôn. Cho nên sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 3 tháng, Ngài Đại Ca Diếp cùng với 500 vị thánh tăng, cùng với ông Ubali, năm anh em ông Kiều Trần Như tiến về thành Dương Xá với sự bảo trì của vua A Xà Thế để kết tập kinh điển tại hang Thất Diệp. Thì chúng ta biết hang Thất Diệp là chứa đựng tất cả các vị thánh tăng, ai không chứng đắc quả vị không được phép vào kết tập kinh điển. Bên ngoài quan văn những quý vị chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng, Sơ Quả và tất cả những vị chưa chứng đắc đều ở bên ngoài, trong đó có ông A Nan. Thì lúc này Ngài Đại Ca Diếp mới nói với tất cả những vị thánh tăng ở trong đó, vậy thì mình phải cần mời ông A Nan vào. Tôi nhớ một mẫu chuyện, quý vị nhớ một mẫu chuyện, 500 vị A-la-hán ở đây không thể nào nhớ hết suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp của Thế Tôn. Thì 500 vị A-la-hán này cùng với tất cả những vị kia đều đồng thanh trả lời một câu: không cho phép ông A Nan vào. Tại sao? Tại vì ông chưa chứng đắc quả vị thánh. Tiêu chuẩn điều kiện để vào kết tập kinh điển là phải chứng đắc quả vị thánh, cũng như tiêu chuẩn của trường trung cấp Phật học Phật giáo hòa hảo, chúng ta muốn vào học tùy vào lứa tuổi,
căn cơ mà bằng cấp khác nhau. Nếu mà hôm nay mình không có bằng cấp, làm sao mình đặt chân vào trường trung cấp học được? Đây là tiêu chuẩn. Vậy thì muốn vào hang thất diệp cùng với 500 vị thánh tăng kết tập kinh điển là phải chứng đắc của vị thánh. Lúc này ông Anan chưa chứng đắc. Phật nhập diệt 3 tháng mà ông chưa chứng đắc. Ông học rất là giỏi, nói thao thao bất tuyệt mà không thực hành nên không chứng đắc của vị thánh. Lúc này ông Anan buồn lắm nha. Ông mới nói vọng vô cửa hàng, ông cầu cứu ông Ca Diếp, chứ bây giờ ngoài ngài Đại Ca Diếp ra đâu cầu cứu ai được. Ông cầu cứu ngài Đại Ca Diếp, ông nói: Tôn huynh ơi, sau khi Đức Phật nhập diệt và phó chúc bách truyền lại áo cà sa kim lư cho tôn huynh, vậy thì ngoài áo cà sa này ra có truyền cho tôn huynh cái bài pháp nào nữa hay không? Có thể khai thị đệ để cho đệ chứng đắc quả vị thánh để vào kết tập kinh điển được hay không? Thì lúc này ngài Đại Ca Diếp bên trong nói vọng ra cửa hang như thế này: Này A Nan. Ông Anan trả lời, ông nói: Dạ có đệ. Cây trụ cờ phướng trước cửa đổ rồi. Ông nhìn ra cây trụ cờ phướng trước cửa hang động, nó đâu có đổ, đứng sừng sững đâu đổ. Mà ông biết là tôn huynh mình nói cái gì để khai thị mình. Ông hỏi thêm lần nữa, ngài Đại Ca Diếp không trả lời: Các vị tổ khi xưa người ta nói một lần thôi. Mình chứng đắc quả vị, tìm hiểu ý nghĩa để chứng đắc quả vị, đó là tùy duyên của mình. Thì hỏi nữa, ngài Đại Ca Diếp đâu trả lời. Ông đem câu nói này về suy nghĩ trong 7 ngày 7 đêm. Cái ngày thứ 7 đó, ông mới nằm nghiêng về hướng bên phải, sửa sạn vào thiền định là ông đã chứng đắc quả vị thánh. Có phải cây trụ cờ phướng của ngài Đại Ca Diếp đang nói chính là tâm của ông Anan không? Tâm của ông Anan không vào hành đạo cho nên nó vẫn đứng như thế này. Nếu mà cây trụ cờ phướng này ngã xuống, tức là nằm nghiêng về hướng bên phải vào thiền định là thực hành đó là đã chứng đắc quả vị A-la-hán, phải không? Cho nên vì thế hôm nay mình học là mình phải hành nghe quý vị, chứ mình học mà mình không hành là không hoàn mãn. Vậy thì ông nằm nghiêng về hướng bên phải vào thiền định là ông đã chứng đắc quả vị thánh. Sau khi chứng đắc quả vị thánh xong rồi, ông mừng quá chạy tới hang thất diệp. Tôn huynh ơi, nói với ngài Đại Ca Diếp, ngài lúc này đâu có chơi vào, đóng cửa lại rồi. Nói: Tôn huynh ơi, đệ chứng đắc quả vị thánh rồi, có thể mở cửa cho đệ vào kết tập kinh điển được hay không? Thì lúc này ngài Đại Ca Diếp bên trong mới nói vọng ra cửa thế này: Đã chứng đắc quả vị thánh rồi thì cần chi phải mở cửa. Ông vào trực tiếp bên trong, không cần mở cửa, vào trực tiếp bên trong cùng với 500 vị A-la-hán, ngài Ubali, năm anh em ông Kiều Trần Như kết tập hai vấn đề quan trọng, đó là luật tạng và kinh tạng. Luật tạng là do ông Ubali kết tập, kinh tạng là do ngài A Nan kết tập. Ông Ubali là thợ hớt tóc khi xưa, nếu không có Đức Phật Thích Ca, ông Ubali không được bước chân vào tăng đoàn. Tại vì thời kỳ của Đức Phật là phân chia giai cấp rất là rõ, nếu ông Ubali mà không được Phật dẫn dắt vào tăng đoàn thì vô số kiếp ông Ubali không chứng đắc quả vị thánh. Cho nên vì thế ông Ubali mới quỳ xuống ngài Đại Ca Diếp mới thưa rằng: Dạ bẩm ngài Đại Ca Diếp, tôi là cái người sẽ kết tập luật tạng. Tại vì ông chứng đắc quả vị A-la-hán, gọi là gì, giới luật đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Thì lúc này ngài Đại Ca Diếp mới nói: Nếu ông muốn kết tập luật tạng, hãy trả lời câu hỏi của ta. Khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, khi Đức Thế Tôn chưa nhập Niết Bàn, giới nào là giới đầu tiên Đức Phật đặt ra, ai là người phạm? Thì lúc này ông Ubali trả lời: Dạ bẩm ngài Đại Ca Diếp, giới đầu tiên mà Đức Phật đặt ra đó là giới tà dâm, người phạm đó là tỳ kheo Nan Đề. Cho nên hôm nay thầy mình cũng đã dạy cho mình đó quý vị, muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Cho nên thực thi vấn đề này, đây là giới luật đầu tiên, và người phạm là tỳ kheo Nan Đề, giới tà dâm là giới thứ nhất trong những gì mà Đức Phật đã đặt ra. Khi trả lời xong thì ông được phép kết tập lục tạng, ngài A Nan kết tập kinh tạng. Cho nên trong những quyển kinh đó quý vị, đều có cái câu như thị ngã văn, có nghĩa là tôi nghe như vậy để thuật lại những bài pháp của Thế Tôn. Vậy thì hôm nay mình có những tạng kinh đều mang ơn ngài A Nan và tất cả các vị thánh tăng hy sinh thân mình để hoằn truyền chánh pháp, đó là công ơn thứ ba mà chúng ta thọ. Bây giờ tới công ơn thứ tư là gì? Diệu năng của pháp Phật. Bốn lý do nghe quý vị, bốn lý do chút xíu nhắc lại mình sẽ được một cái máy. Thứ tư là diệu năng của pháp Phật là gì? Là quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nghe,
thầy mình đã sai dẫn tín đồ để làm một nhiệm vụ bổn phận cao cả. Bây giờ tôi và quý vị ở đây mà mình không có thầy ở đây, mà mình không có quyển sám giảng nữa, tôi và quý vị biết phương hướng nào tu không? Trong khi thầy đã sai dẫn không? Cho nên quyển sám giảng thi văn giáo lý toàn bộ này là chiếc thuyền, là ánh đúc giúp cho mình biết được 8 điều khổ tại thế gian: sanh lão bệnh tử, cầu chẳng thành, biệt ly quan, tấn hội và u sầu lo ngại trong quyển 5. Và thực thì sẽ có 8 điều vui ở cõi cực lạc, đó là không sanh lão bệnh tử, không mưu cầu bắt đắc, không quán ghét gặp nhau, và không khổ buồn rầu lo sợ. Biết được luật nhân quả vẫn còn ở tại thế gian, gieo nhân nào hưởng quả đó không sai chạy. Luật nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả, phải không? Và quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ là chiếc thuyền. Tôi và quý vị mình đã lên thuyền rồi đó, mình có đầy đủ tay chèo rồi đó, tại sao mình không chèo? Bây giờ mình đang ở biển mê sông khổ, mình gặp được giáo lý của thầy là mình đã lên thuyền rồi. Mà bây giờ mình không chèo, mình ngồi đây mình ngắm trời, ngắm mây, ngắm gió, ngắm nước. Vô thường ở phía sau rượt đuổi tới, mình không chèo thì sao quý vị? Vô thường rượt đuổi thì mình lật thuyền luân hồi sanh tử tiếp. Bây giờ mà thuyền của mình đang ở đây mà mình chèo ghiết ghiết tới bờ giác bên kia. Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, có nước bắc công đức với sự trụ trì của Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như vô thường mà có rượt đuổi tới, mình lật thuyền mình cũng được lên được cái bờ giác. Mà bây giờ mình còn ở biển mê sông khổ này hoài, chiếc thuyền mình nó cứ lên đơn như thế này, vô thường ở phía sau rượt đuổi mình lật thuyền, thì có phải uổng cái quá trình chúng ta tu không? Cho nên điều cuối cùng mà chúng ta thọ là diệu năng của Pháp Phật, giúp cho mình biết được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là hư, đâu là chơn, và biết được tất cả mọi thứ để chúng ta vượt mê sang giác. Thầy dạy thế nào? Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi, lời lành của Phật truyền rơi đọc qua, suy nghiệm xét soi chánh tà, phải không? Thực thi để chúng ta hoàn mãn vậy thì 4 lý do mà chúng ta thọ. Thứ nhất, nhờ Tam Bảo khai mở trí óc cho sáng suốt. Thứ hai, công ơn của Đức Phật và Đức Thầy. Thứ ba, công ơn của chư Tăng hy sinh thân mình hoàn truyền chánh pháp. Thứ tư, đó là diệu năng của Pháp Phật, tức là quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Vậy thì mình biết những điều mình thọ rồi, làm thế nào để đền trả ân Tam Bảo đây? Đây là cái vấn đề quan trọng cốt lõi của tứ ân. Biết điều mình thọ để mà đền. Ở đây có hai lời dạy, điều này cũng nằm trong câu hỏi nghe. Ở đây có hai lời dạy. Lời dạy thứ nhất là lời dạy của Đức Thầy, lời dạy của Đức Phật. Phật dạy thế nào? Các con muốn đền ơn ta ư? Giáo pháp của ta đó, cố mà học đi, ráng mà hành đi, quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường tán dương Đức Phật cũng không bằng đem giáo pháp của ta mà truyền bá. Vậy thì qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta rút ra được 6 từ: cố mà học, ráng mà hành, quyết mà truyền. Mọi sự cúng dường tán dương Đức Phật cũng không bằng đem giáo pháp của ta mà truyền bá. Vậy thì muốn đền trả Tam Bảo qua lời dạy của Đức Phật gồm có học đạo, hành đạo và truyền đạo. Bây giờ tới lời dạy của Đức Thầy. Thầy mình dạy mình như thế nào? Dõn dẹn xúc tích trong vòng 88 từ một cuối phần ân Tam Bảo. Tôi đọc tới đâu chúng ta phân tích trực tiếp vào chánh văn của Đức Thầy, khỏi cần đi đâu xa cả. Thầy dạy rất là rõ ràng, nên bổn phận của chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy? 88 từ. Bây giờ mình phân tích nha. Ý thứ nhất, nên bổn phận của chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí huệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát. Dừng ở đây phân tích cái đoạn này. Nên bổn phận của chúng ta là tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo
noi theo chí đức. Chí đức ở đây là gì? Chí đức ở đây có nghĩa là chí nguyện và đức độ. Vậy thì chí nguyện gì và đức độ gì? Xin thưa với toàn thể chư quý vị, đây là chí nguyện tu hành và đức độ, độ tận chúng sanh. Rồi thầy giải tiếp. Của tiền nhân. Của tiền nhân là của ai? Ở đây chuyên đề ân Tam Bảo chứ không phải chuyên đề ân tổ tiên cha mẹ. Vậy thì tiền nhân ở đây không phải là những vị khai quốc công thần, những người lề sáng lập ra dòng họ, mà tiền nhân ở đây gồm có 33 vị tổ. Khởi đầu là tổ An, khởi đầu là tổ Ca Diếp, kế đó là tổ A Nan, kế đó là tổ Thương Na Hòa Tu, kế đó là tổ U Ba Cúc Đa, dài đến tổ Đạo Tính, tổ Hoàng Nhẫn và lục tổ Huệ Năng đã bật truyền ngày bác cái tại thế gian. Các vị chư sư Việt Nam có mình có vua Trần Nhân Tông, sau khi truyền ngôi cho Thái tử, ngài lên núi Yên Tử để mà tu hành. Chúng ta biết núi Yên Tử là nằm giữa hai ranh giới của tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh. Ở phía dưới có đảo Tuần Châu và Vịnh Hạ Long, bên trên có núi Yên Tử là nơi chứng kiến Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành đạo. Sau khi ngài chứng đắc quả vị gọi là Phật Hoàng đó, ngài vẫn cầm bình bát để xuống thế khất thực và trở về triều chính, can dự triều chính để chống giặc Nguyên Mông, để giữ gìn bờ cõi, thực thi cái vấn đề là chúng ta như thế nào. Dầu hôm nay mình có chứng đắc quả vị, mình cũng chẳng phải đền trả ơn đất nước. Khoác áo cà sa, dứt áo cà sa, khoác chiến bào, đúng không? Lời đức thầy tôn kính của chúng ta đã từng dạy. Bây giờ giặc ngoại xâm đang xấu gì, đang xâm lấn nước Việt của chúng ta. Cho nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn thực thi cái vấn đề trở về cung để bàn luận với tất cả quan võ đó, để xảy ra gì quý vị, để bài những cái cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên Mông. Và ngài đã để lại cho đời những tập thơ thiền rất là nổi tiếng, trong đó có 4 câu thơ thiền rất là hoàn mãn, đó là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà có báo là trong tâm mình có Phật, đối cảnh vô tâm, đối cảnh không đặt nặng cái tâm của mình vào đó. Bây giờ mình uống nước, mình biết uống nước mặn ngọt hay là như thế nào, biết nghe pháp, biết nghe pháp, nhìn biết nhìn, tất cả mọi thứ đều hoàn mãn. Đó là đối cảnh vô tâm, không đặt nặng tâm mình ở trong đó. Giống như hai vị thiền sư mà cõng cô gái này qua suối đó, người sư huynh cõng cô gái qua suối để cô nương đó xuống đi, người thứ hai không cõng cô gái mà đem cô gái này về tới chùa. Đó là gì? Không thực hiện cái vấn đề tu thiền. Cho nên cái về đến chùa, cái vị sư đệ nói: huynh ơi, lúc nãy thầy dạy mình nó không được tiếp xúc với nữ giới, bây giờ mà tiếp xúc với nữ giới có phải là phạm giới không sư huynh? Thì ông sư huynh này ông nói: lúc nãy ta cõng cô gái đó qua suối, ta đã đặt cô gái đó tại suối rồi, sao mà đệ còn cõng cô gái đó từ suối về đến chùa để làm chi? Thì lúc này sao quý vị? Cái vị sư đệ này mắc cỡ, tại vì tu thiền là tỉnh lự tư duy, không đặt tâm mình ở trong đó. Bây giờ mình biết đi, mình biết đứng, mình biết nằm, không thực thi vấn đề này là chúng ta đang tu thiền đó, theo giáo lý sơ thuyền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sáng lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử, ở núi Yên Tử sáng lập ra phái Thiền Tông. Sau đó thầy dạy tiếp: hầu làm cho trí huệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát. Bây giờ mình muốn làm cho trí huệ minh mẫn, chúng ta phải làm sao? Đâu có gì tự nhiên mà có. Bây giờ muốn làm cho trí huệ minh mẫn là chúng ta phải học đạo và hành đạo. Học như thế nào, hành như thế nào để đạt trí huệ? Bây giờ quyển Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của thầy mà đọc góp từ trang này đến trang kia, thuộc lào 6 quyển 7 bài pháp luận, hơn 219 bài thi văn ngắn dạy. Mình thuộc mà mình không tìm hiểu ý nghĩa có được không? Thầy dạy tìm hiểu nghĩa, làm theo mới đắc đạo. Bây giờ mình thuộc, mình đứng lên mà thuộc lào mà mình không tìm hiểu ý nghĩa đâu có hoàn mãn. Bây giờ Sấm Giảng của thầy 4 câu mới vô một mệnh đề, 16 câu mới đầy đủ ý nghĩa, 20 câu mới hoàn mãn. Mà bây giờ mình rút ra 2 câu chứng giữa, mình nói là nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được trọn hai bề. Mình làm cái điều này cái bắt đầu mình bỏ cha bỏ mẹ, mình không nuôi cha nuôi mẹ nghe. Mình lo mình làm kiếm tiền, để cha mẹ chết đem số tiền đó về cúng cho vong linh của cha mẹ được giảng sanh, mình được giàu có sẽ được trọn hai bề mà đức thầy đã chỉ dạy. Vậy thì những người nghèo bên đây,
họ nuôi cha dưỡng mẹ, lo cho cha mẹ đầy đủ cái vật chất lẫn tinh thần, hằng đêm cúng cầu nguyện cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long, khi chết không có tiền vẫn đặt bàn hương án cầu nguyện. Vậy thì Phật bỏ bên người giàu này cứu bên người, Phật bỏ bên người nghèo này cứu bên người giàu hay sao? Vậy thì ông Phật này chưa công bằng lắm, phải không? Cho nên đọc sấm thi của Đức Thầy phải đọc hoàn mãn, tóm gọn là 20 câu. Thầy dạy 4 câu đầu nè: đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Rồi tới câu nè: nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sang được trọn hai bề, ỷ tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót, kinh giấy xám tụng nghe thảnh thót, lũ nhân bông tập luyện đã rành, đẩu với đờn kèn trống nghiệp xanh, làm ăn rập đặng đòi cao giá, tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý, xưa thần tú bài điều tà mỹ, đặng dắt diều bá tánh đời đường, thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đầu ăn của hối. Đó là 20 câu. Mà bây giờ mình rút ra 2 câu thì làm sao hoàn mãn? 4 câu đầu là thầy nói về cái vấn đề đạo hiếu rồi, dạng 10 ơn của Đức Phật và 9 chữ cù lao trong sách của Khổng Tử. Thực thi vấn đề này để chúng ta hoàn mãn. Rồi thêm 2 câu nữa, 2 câu này nữa nghe quý vị: là niệm Di Đà gán niệm cho rành, thì mới được sống coi tiên thánh. Vậy thì niệm như thế nào mới gọi là niệm rành? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đã rành chưa? Có hai người tín đồ là hỏi thầy: dạ bạch thầy, chúng con nghiên cứu câu giảng của thầy, đó là niệm Di Đà gán niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh, vậy thì niệm như thế nào mới gọi là niệm rành vậy thầy? Thầy nói niệm rành là ngoài các ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đủ 6 chữ, phải làm hết tất cả các việc từ thiện, không mong cầu phước báo. Tránh tình trạng làm từ thiện mà không niệm Phật thì đây không phải là niệm Phật rành. Cho nên qua lời dạy của Đức Thầy, mình niệm Phật ngoài Nam Mô A Di Đà Phật là phải kết hợp với làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Đó là niệm Phật rành. Vậy thì mình học như thế nào? Hiểu đúng chánh pháp giáo lý học Phật tu nhân của Đức Thầy. Thầy dạy học đạo lý như đờn trúng điệu hòa bản rồi thì sao? Thì cứ làm theo, phải không? Và trong bài sự học Đức Thầy dạy: sự học hành không làm trở ngại cho đạo đức, trái lại nhờ nó mà mình hiểu biết rõ ràng giáo lý cao siêu của tôn giáo. Nó tránh cho mình những sự lạc lầm, bỏ những điều dị đoan mê tín. Nó giúp cho mình bỏ những điều quyển hoặc, không bàn bạc đến những chuyện xa vời như tiên đoán thiên cơ chẳng hạn. Cho nên sự học của chúng ta tránh tình trạng bàn thiên cơ thời cuộc, bàn trúng cũng tội, bàn sai cũng tội. Thực thi vấn đề để chúng ta không bàn luận thiên cơ, quay phim đăng lên YouTube này kia cây nọ, núi nổ thầy về tất cả mọi thứ nghe quý vị. Để chúng ta hoàn mãn vấn đề học hiểu bây giờ tới hành. Đừng bao giờ giống nhau Ma Nang mà học không mà không hành nha. Chúng ta không phát khai trí huệ, nói thao thao bất tuyệt, không dấp mà mình không hành nè, sẽ không bao giờ đi đến sự giải thoát. Vậy thì hành đạo là như thế nào? Đầu tiên là tu phước, kế đó là tu huệ. Phước huệ song tu đồng đăng biển ngạn. Phía sau hậu cần mình đang thực thi vấn đề tu phước. Quý vị hậu cần đang đổ từng giọt mồ hôi lạc cao cho mình nè, tay lạc cao, bên tay nghe pháp, trong tâm niệm Phật. Để chút xíu mình dâng mâm cơm chay lên cửu quyền thất tổ để cúng hồi hướng cho gì? Vong linh của người chết. Đó là tu phước, phải không quý vị? Thực hiện vấn đề thầy dạy: việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước, rõ lòng hiền nhân, phải không? Đó là tu phước. Bây giờ tới tu huệ. Tu huệ là gì? Tu huệ là tu thiền và tu tịnh. Thực hiện vấn đề tu thiền là trở về nội tâm, quét gác trong tâm thức của mình nghe quý vị. Ai ai cũng gán xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài nghe. Mình còn tánh xấu thì rinh ra ngoài, cái nào không tốt rinh ra ngoài, cái nào tốt làm cho tốt đẹp thêm lên. Đó là chúng ta tu thiền.
để chúng ta hoàn mãn. Tôi nói từ trước tới nay mình tu nha, mà mình thấy lỗi của người ta không? Mình tu mình thấy gác của người ta không? Mình nói người ta sửa mà mình không sửa, người ta quét gác mà mình không quét, thì kết quả người ta giải thoát mình còn ở lại ta bà. Đó là tu thiền đó. Cho nên thầy dạy ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ, phải không? Tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Đừng bao giờ tâm bình tĩnh mà nó phát cái khác thì mình sẽ không bao giờ đi đến sự giải thoát đâu nghe. Phải tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Đó là tu tịnh. Kế đó là gì? Tu thiền. Kế đó là gì? Là tu tịnh. Là chúng ta phải thực hiện cái phương pháp gì? Là niệm Phật. Niệm Phật để diệt trừ cái vọng niệm của tất cả chúng sanh. Niệm Phật để chúng ta thấy được kiến tánh. Niệm Phật để chúng ta có được bản thể nhân ông của mình. Trong bài Pháp Môn Hoàng Diệt, Đức Thầy dạy rất là rõ ràng: nên tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi. Giữ tâm thanh tịnh có phải là mình đang tu thiền không? Làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật có phải là mình đang tu tịnh không? Giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lo bích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ được mở mang, cõi lòng sáng suốt thì sao? Thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Đó là chúng ta tu thiền và tu tịnh. Kế đó là gì? Ăn chay. Thầy dạy thế nào? Chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Bây giờ quý vị ăn 4 ngày là cái quy tắc đầu tiên. Sau đó mới bước vào đạo ăn 5 ngày. Sau đó 1 tháng ăn nửa tháng, 1 năm ăn 3 tháng, tháng giêng, tháng 7, tháng 10. Sau đó ăn chay ngày. Tức có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng ăn. Ở đây tôi không ép quý vị. Thầy dạy không suối ai ăn chay, không ép ai ăn mặn. Tùy vào căn cơ trình độ của quý vị. Phải không quý vị? Thật thi vấn đề tùy vào căn cơ trình độ của quý vị. Bây giờ tôi ép làm sao được? Bây giờ mà mình còn này kia cái nọ, mình còn thèm, mình còn muốn, mình còn ăn quá. Nói chàng ưu đó, tôi nghe thuyết giảng, tôi nghe cô Trang nói bắt buộc ăn chay trường nha. Lần thứ hai tôi không dám đi nghe thuyết giảng nữa. Là mất gieo duyên với đồng đạo của mình. Cho nên ăn chay trường, ăn chay kỳ, thầy dạy không suối ai ăn chay, không ép ai ăn mặn. Thầy còn như thế huống chi chúng ta là đồng đạo với nhau. Tùy vào căn cơ trình độ của quý vị. Và câu thứ hai thầy dạy: chay được tánh, chay tâm mới quý. Tôi không biết quý vị ăn chay kỳ, ăn chay ngày, ăn chay gì tôi không biết. Nhưng mà chay được cái tánh rồi thì cái tâm của mình cũng phải chay nữa. Bây giờ mà cái tánh mình chay mà cái tâm mình không chay, mình còn bàn luận, mình còn này kia cái nọ, mình còn phạm vào thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và đặc biệt là khẩu nghiệp, thầy dạy xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Mình bàn, mình luận những điều không đúng để sao quý vị? Để chê bai, để chỉ trích thì không đúng với tinh thần của Phật giáo hòa hảo. Cho nên thầy dạy thế nào? Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi, phải không? Chớ thêm chớ bớt mà mang tội lỗi. Cho nên mình thực thi vấn đề chay được tánh, mình phải chay luôn cái tâm của mình nữa nghe. Kế đó là gì? Giữ giới. Giữ giới là gì quý vị? Là giới luật của tất cả các đạo. Tôi nói với quý vị nghe, mình tu ở đâu tôi cũng nói hết. Mình tu mà mình không giữ giới, tương lai mình sẽ không bao giờ giải thoát được tất cả mọi thứ, chứ không phải là bất kỳ một giới luật nào. Nếu mà mình tu mà mình không giữ giới thì tương lai mình sẽ không bao giờ giải thoát được. Thầy dạy rất là rõ ràng: không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ luật. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dầu không sinh thôi đạo hay chưa bị bôi tên, cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại đạo. Bây giờ mình tu mà mình không giữ giới 8 điều răn cấm, mình không thực thi thì làm sao gặp được Phật được thầy đấy. Cho nên câu trong kinh Sa Di được giải, Đức Phật dạy thế nào? Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ. Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật mất thì Phật pháp mất. Bây giờ mình tu mà mình không giữ giới thì làm sao hoàn mãn được? Đối với đạo Phật, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, Sa Di là 10 giới, gồm có không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt và vọng ngữ, thêm 5 giới nữa. Đó là gì? Đó là không trang điểm, không nằm giường niệm cao sang,
không giữ vàng bạc, không nghe ca múa hát và không ăn quá giờ quy định. Đó là 10 giới của Sa Di. Sa Di là từ 10 tuổi đến 20 tuổi. Tỳ kheo là 200 năm giới, tỳ kheo ni là 248 giới. Đối với đạo Cao Đài là 5 giới: không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, uống rượu và nói dối. Thiên Chúa và Công giáo là 10 giới. Tín đồ Phật giáo hòa hảo của mình là 8 điều răn cấm. 8 điều răn cấm ấn định 1000 giới gào cản tâm thức của mình lại. Năm 1946, lúc này Đức Thầy vẫn còn ở tại miền Đông. Thì trong cái lúc rảnh việc, tất cả các anh em tín đồ, anh em mình xuyên mới ngồi bàn luận câu giảng của Đức Thầy. Đó là lời truyền sấm như bài Tôn Đố: ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, mà chưa ra kết quả. Thì lúc này thầy từ phòng bên mới bước đến, mới hỏi: các ông bàn luận cái vấn đề gì mà sôi nổi thế? Một vị lớn tuổi mới đứng lên nói: bạch thầy, chúng con đang bàn luận về hai câu giảng của thầy. Đó là lời truyền sấm như bài Tôn Đố: ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, nhưng chưa ra kết quả thầy ơi. Lúc này thầy cười và nói: không có cái gì khó hết, tôi chỉ cho anh em một phần, phần còn lại các anh em tự tìm mà nghe. Đó là chỉ cần cộng 8 của số 8 thành 1000 thì sẽ là hoàn mãn và đúng. Thầy nói xong dời gót ngọc của mình sang phòng bên. Ở đây tất cả anh em tín đồ, anh em mình suy người lấy giấy, người lấy viết ra cộng hoài không được 8 của số 8 thành 1000. Trời đã xế chiều rồi. Lúc này thầy từ phòng bên mới bước đến, mới hỏi: sao rồi, các ông cộng có ra chưa? Thì một người lớn tuổi mới đứng lên nói: dạ bạch thầy, chúng con ngu muội, chúng con cộng từ sáng tới giờ chưa ra kết quả thầy ơi, xin thầy hãy chỉ dạy cho anh em tụi con. Thì lúc này thầy mới lấy cục phấn, tiến về chiếc bảng đen nằm bên góc trái của căn phòng, viết một mạch 3 con số 8 hàng ngang, 2 con số 8 ở hàng chục và hàng lẻ, 3 con số 8 cuối cùng thầy viết ở hàng lẻ ở trên, viết dài xuống cộng lại thành 1000. Tất cả anh em tín đồ đều vỗ tay tán dương thầy, đợi tràng pháo tay vừa dứt thầy mới nói, nói trong cái sự bệnh rịnh và buồn quý vị. Thầy buồn, thầy nói thế này: đây là một phần sự trong bài Tôn Đố thôi, còn phần lý tôi viết trong Tôn Chỉ Hành Đạo, tức 8 điều răn cấm. Nếu tín đồ nào thực hành tinh nguyên, giữ gìn kỹ lưỡng, không sai phạm dầu một việc nhỏ, tất sẽ hưởng được 1000 việc phước muôn. 1000 việc phước muôn này sẽ giúp cho mình dự đại hội long hoa, sống cõi đời thượng nguồn thánh đức. Phải nói là cao quý không quý vị? Tôi nói tới đâu mà ốc tôi nói tới đó. Phải có cao quý không? Mình đọc, mình nghiên cứu, mình thấy nó thâm thía và nước mắt của mình tự động nó chảy xuống. Tại sao? Tại vì mình còn tham, mình còn sân, mình còn si, mình còn tam nghiệp, mình chưa giữ giới. Thầy dạy dầu một việc nhỏ, nếu chúng ta không giữ thì sẽ không gặp được Phật được thầy. Tại đại hội long hoa kiến diện bậc chân sư tu hành mới đắc quả, mà bây giờ mình còn phạm nhiều quá, mình còn vướng mắc nhiều quá, có phải là mình đang xấu hổ không? Thực thi vấn đề này để chúng ta giữ gìn giới luật, kế đó là gì? Cúng lại. Thầy dạy sao quý vị? Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Cho nên vì thế mình thực thi vấn đề, bây giờ buổi sáng mình cúng, buổi chiều mình cúng, buổi trưa mình cúng được không? 1 giờ mình cúng được không? 8 giờ cúng được không? 10 giờ khuya mình cúng được không? Được. Tất cả chúng ta giờ nào rảnh mình cúng cũng được hết trơn. Ngoài hai từ sớm chiều thì giờ nào rảnh mình cúng cũng hoàn mãn hết trơn. Đây là hai cái thời công phu để trợ trưởng nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Kế đó là gì? Niệm Phật. Niệm Phật có mấy cách? Niệm Phật có hai cách. Thứ nhất, niệm Phật theo thời khóa. Thứ hai là niệm Phật theo thứ hoài nghi. Mình chưa có hết giờ cho nên mình phân tích cái này nhiều nhiều một chút. Niệm Phật theo thời khóa và niệm Phật theo thứ hoài nghi. Niệm Phật theo thời khóa: cúng xong ngồi thẳng lưng niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được. Cái từ cũng được này tùy vào căn cơ trình độ của chúng sanh, hoặc là chúng ta niệm Phật 37 chữ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Thực thi cái vấn đề này để chúng ta niệm Phật theo thời khóa. Bây giờ cái từ cũng được của Đức Thầy là gì? Thầy biết căn cơ trình độ chúng sanh. Mình là người tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, vừa lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chất,
mà bây giờ bắt buộc mình ngồi cúng xong mình ngồi niệm Phật, rồi ruộng nè, vườn mình nè, rồi mở tiệm tạp hóa nè, rồi buôn bán, rồi chợ búa này kia cái nọ, làm sao hoàn mãn. Cho nên thầy dạy cái từ cũng được để chúng ta thực hiện phương pháp thứ hai, đó là niệm Phật theo tứ huy nghi. Nam mô Di Đà Phật 6 chữ, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Phía sau hậu cần đang thực hiện niệm Phật tứ huy nghi, phía trước hội trường chúng ta cũng đang thực hiện công cuộc niệm Phật tứ huy nghi, đó là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, phải không? Thực thi vấn đề này để chúng ta có thể hoàn mãn. Rồi kế đó là gì? Ăn chay cúng lại giữ giới niệm Phật, mình hoàn mãn rồi phải không? Thực thi ăn chay giữ giới cúng lại làm lành niệm Phật, và phải gì? Phải nhẫn nhịn. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù quán. Phải nhẫn nhịn để chúng ta có thể hoàn mãn. Nếu hôm nay mình tu mà mình không nhẫn thì làm sao? Làm sao có thể hoàn mãn được, phải không? Thầy dạy phận tu hành, tai gác, mặc cái gì? Mặc lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Mặc mình không lì là mình không tu được nha. Phải gán lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Thầy dạy mùi đạo vị chúng dân gán kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta, phải hành luôn bát nhẫn mới là, thì muôn việc đều an bả tuệ. Vậy thì ý thứ nhất, mình chỉ còn 3 phút nữa tóm kết đề tài, phải không? Rồi bắt đầu mình hỏi câu hỏi nha. Giáo lý viên dưới cũng nôn nóng lắm rồi. Bây giờ 3 phút nữa tâm cái đề tài. Ý thứ nhất là sao? Tất cả chúng ta phải noi theo chí nguyện tu hành và đức độ độ tận chúng sanh của các vị tổ chư sư, hầu làm cho trí huệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát. Muốn làm cho trí huệ minh mẫn, chúng ta phải học hiểu đạo. Học hiểu đạo, hành đạo để chúng ta đi đến trí huệ hoàn mãn. Thầy dạy dẫn dắt dùm kẻ sa cơ. Kẻ sa cơ là người mới bước chân vào đạo. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân? Đó là mình dẫn dắt dùm người mới bước chân vào đạo. Và ý chính thứ hai, cuối cùng thầy dạy như thế là tất cả chúng ta phải hoàn mãn. Và thầy dạy thêm, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong ba tánh. Vậy thì mình khai thông nền đạo đức bằng cách nào? Để gì quý vị? Để tinh thần từ bi trí huệ của Đức Phật, Đức Thầy được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh đây. Mình khai thông nền đạo đức bằng cách nào? Bằng cách giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe và mở trường dạy đạo Phật. Giảng dạy đạo Phật cho đại chúng nghe là chúng ta truyền pháp một cách trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là tôi nói như thế này, quý vị ngồi dưới nghe, đó là trực tiếp. Gián tiếp là hôm nay ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Sa An Bình A đã quay phim. Tất cả những vị YouTuber ngày hôm nay quay những cái thước phim này đăng lên trang mạng. Hôm nay mình không có mặt tại đây, thì sao quý vị mình ở nhà mình mở trang mạng này lên, mình nghe giáo lý viên trao đổi chia sẻ, mình trao sửa thân tâm của mình. Thì những người quay phim hôm nay là những người đang thực hiện công cuộc truyền pháp một cách gián tiếp đó, đều là công đức như nhau. Giáo lý viên, đọc giảng viên là truyền pháp trực tiếp. Những vị quay phim đem thức phim này về, đó là truyền pháp một cách gián tiếp. Có cô lớn đó lớn tuổi là hỏi tôi, cô Trang ơi, tôi không đọc giảng được, tôi cũng không thuyết trình được, thì tôi có truyền pháp được không? Tại vì thầy dạy là phải truyền pháp mới đền trả ơn tam bảo được, mà bây giờ không truyền pháp làm sao đền trả được? Tôi nói được, tất cả chúng ta không phân biệt lớn nhỏ, nghèo giàu, già nua hay là xấu xí, đều thực hiện công cuộc truyền pháp được. Bằng cách nào? In ấn kinh sách băng đĩa để mà truyền pháp. Bây giờ 10 chiếc máy này trao tới tay của quý vị có phải là truyền pháp không? Những người thỉnh chiếc máy này về nghe bên lỗ tai những bài pháp của giáo lý viên, 7 bài pháp luận, rồi sau toàn bộ sấm thi của Đức Thầy, những mẫu chuyện bên Thầy nghe thuộc đứng lên đây, thì sao quý vị diễn ngâm có phải từng người đem nền đạo của Thầy ban bố khắp trần thế không? Đâu phải là giáo lý viên, đọc giảng viên là truyền pháp đâu. Tất cả chúng ta đều là những người truyền pháp được hết. Tùy vào sao quý vị căn cơ trình độ mà ai cũng đều truyền pháp được hết trơn. Cái thứ hai là gì? Mở trường dạy đạo Phật. Mùa hè vừa qua thì chúng ta đã mở lớp giáo lý bồi dưỡng,
trên giới, sao quý vị, trên giới hết tất cả nơi nào có ban trị sự, nơi đó đều thực thi công cuộc mở lớp giáo lý bồi dưỡng và mở ra những buổi thuyết giảng này là công cuộc truyền pháp đó. Thực thi ban trị sự một năm mở ra 4-5 lần thuyết giảng đó là quá tốt rồi, mỗi tháng mở ra thuyết giảng càng tốt hơn nữa. Đây là tinh thần của Phật Pháp, tinh thần của Hòa Hảo để phát khai đạo thầy, để truyền bá chánh pháp của thầy, và đã đào tạo có được 3 lớp giáo lý viên, khóa 1, khóa 2 và khóa 3. Và hiện tại trường trung cấp Phật học Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thực thi vấn đề nếu hoàn mãn sẽ vào công cuộc chiêu sinh, kế giảng, khai lai, truyền thừa Phật Pháp và để đào tạo nhân tài, để làm cho nền đạo của thầy càng thêm phát triển đúng với câu mà Đức Thầy hằng mong mỏi. Đó là gì? Chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực, khua giọng vàng, đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thượng, chọn đường quy nguyên, phải không? Thực thi vấn đề này để chúng ta thực thi cái công cuộc truyền pháp mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Và ý cuối cùng, như thế mới cảm phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại và không đắc tội với kẻ đời. Sao vậy? Như thế là như thế nào? Như thế là mình học đạo, hành đạo và truyền đạo thì mình sẽ đền trả được công lao của Đức Phật, công lao của Đức Thầy, đền trả được công ơn của chư tăng và đối với kẻ đời sau, đó là những mầm xanh của đạo mình đó. Bây giờ mà bây giờ không có cuộc truyền bá chánh pháp thì thế hệ mai sau như tôi làm sao biết được những bài pháp của Bác Hải Thọ, làm sao biết được cô đọc giảng viên Trần Kim Lợi khi xưa có giọng đọc như thế nào nếu không có công cuộc truyền bá chánh pháp. Cho nên mình phải thực thi truyền pháp để không làm cho đoàn hậu tấm phía sau là mình là cái người đắc tội, thực thi hoàn mãn. Vậy thì qua đoạn sấm thi 88 từ, muốn đền trả ơn Tam Bảo chúng ta phải học hiểu đạo, đặc biệt nha, học hiểu đạo chứ không phải là học đạo không, học hiểu đạo, hành đạo, truyền đạo để đem nền đạo của thầy ban bố khắp trần thế, để thực thi vấn đề mình như thế nào. Phận môn đệ phải lo dung quén, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vậy thì kính thưa toàn thể cho quý vị, qua chuyên đề ơn Tam Bảo, mình muốn đền trả ơn Tam Bảo mình phải học hiểu và mình phải thực hành, và qua đó là truyền pháp để phát triển đạo thầy. Vậy thì buổi sáng ngày hôm nay, trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng ta đã biết được qua cái chuyên đề Tam Bảo ngày hôm nay, đó là Tam Bảo là gì, nguồn gốc của Tam Bảo có từ khi nào, và biết được ba cấp bậc của Tam Bảo, bốn điều mình thọ và muốn đền trả, mình phải học đạo, hiểu đạo và hành đạo. Đó là vấn đề chúng ta thực thi để mà mình hoàn mãn. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng xin chân thành chi ân ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi và giáo lý viên Lý Quốc Bụ đến đây để cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với toàn thể quý vị trong buổi sáng này. Và cũng xin hồi hướng công đức thịnh pháp và chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay cho toàn thể quý vị, để chúng ta hồi hướng cho của quyền thất tổ, vong linh của người chết. Và hôm nay xin nguyện đem công đức niệm Phật thỉnh Phật này để mà hồi hướng cho quý vị, và mong động lại trong quý vị một phần nào đó qua cái chuyên đề ân Tam Bảo, để chúng ta trở về nhà sàng lọc tâm mình, trao sữa để chúng ta đền trả. Tương lai chúng ta sẽ đền đáp lại công ơn của Thầy Tổ đã khổ khó gây dựng tạo ra một nền đạo tại thế gian với mong mỏi của Đức Thầy. Đó là dầu cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng ba về cực lạc một đàn. Xin bằng phép trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di